Ông Zelensky phải chui xuống hầm trốn quân Nga suốt 2 ngày. Ukraine đại bại ở Kursk, mất hơn 20.000 quân. Lực lượng Nga cách chòi lửa Pokrovsk 7 km, Ukraine có thể phải rút quân. Ukraine ám sát lãnh đạo an ninh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Thủ lĩnh mới của Hezbollah có thể đã thiệt mạng trong các cuộc không kích. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Các nhà báo của tờ Financial Times cho biết, sau khi trở về từ Mỹ trong chuyến công du mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kinh hoàng vì mức độ tiến quân thần tốc của quân đội Nga ở chiến trường phía đông. Không chỉ tăng cường đánh phá khi ông Zelensky vắng mặt, ngay khi Tổng thống Ukraine trở về Kiev vì hết lý do để ở trên đất Mỹ, quân đội Nga đã thực hiện các vụ tập kích vào thủ đô của Ukraine, ngay sát vị trí của ông Zelensky. Vụ tập kích khiến nhà lãnh đạo Ukraine phải trốn xuống các căn hầm ngầm dưới lòng đất, cố gắng đảm bảo an toàn trước các cuộc tấn công của quân đội Nga. Theo cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người đã nói chuyện với các nhà báo của tờ Financial Times, ông tiết lộ rằng bản thân không thể liên lạc được với ông Zelensky qua điện thoại trong suốt 2 ngày. Ngoài ra, ông Stoltenberg thừa nhận cuộc trò chuyện qua điện thoại với ông Zelensky rất khó khăn vì ông ta trốn dưới hầm sâu, nơi sóng điện thoại không thể kết nối. Nhiều chuyên gia đồng ý rằng nhà lãnh đạo Kiev Zelensky liên tục thực hiện các chuyến công du châu Âu, không chỉ để mua vũ khí và xin viện trợ cho quân đội Ukraine, mà còn là để bảo vệ chính mình. Quân đội Nga đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ vào các trung tâm ra quyết định ở các khu vực do Kiev kiểm soát. Quân đội Nga đã tấn công tòa nhà của Tổng cục Tình báo Ukraine trên Bankovaya, dùng tên lửa xuyên thủng một hầm trú ẩn dưới lòng đất. Chính vì thế, chỉ có liên tục ra nước ngoài như châu Âu và Mỹ thì mạng sống của ông Zelensky mới được bảo toàn. Tuy nhiên, không phải lúc nào ông Zelensky cũng được chào đón ở Mỹ và châu Âu. Hết các lý do liên quan đến vấn đề công tác, ông ta buộc phải trở lại Ukraine và nhanh chóng chui xuống các hầm sâu để trốn tránh đòn tấn công của quân đội Nga. Cập nhật diễn biến nóng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, quan chức Nga vừa cho biết cuộc đột kích của Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk đã không đạt được mục tiêu và khiến Kiev phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Phát biểu tại một cuộc họp của các quan chức an ninh hàng đầu vào hôm 4 tháng 10, người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga FSB Alexander Bodnikov tuyên bố cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga hồi đầu tháng 8 nhằm mục đích khiêu khích Nga phản ứng cứng rắn hơn và loại bỏ các điều kiện tiên quyết để giải quyết xung đột trong tương lai gần. Tuy nhiên, ông Bodnikov cho biết, cuộc đột kích vào vùng Kursk đã thất bại trong việc làm giảm áp lực lên lực lượng phòng thủ của Ukraine ở vùng Donbass, nơi lực lượng Nga đã đạt được tiến triển ổn định trong những tháng gần đây. Lãnh đạo FSB tuyên bố, trong khi lực lượng Ukraine đang vật lộn để đạt được tiến triển, các nước NATO đang thúc đẩy Kiev tiến hành tích cực hơn một cuộc chiến phá hoại và khủng bố ở các khu vực biên giới của Nga, bao gồm các cuộc đột kích vào các cơ sở năng lượng hạt nhân và dầu mỏ, cũng như các cuộc tấn công nhằm đe dọa dân thường. Sau khi quân đội Ukraine tấn công vùng Kursk, lực lượng Kiev đã đạt được tiến triển ban đầu, nhưng sau đó đã bị ngăn chặn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đang đẩy lùi lực lượng Kiev ra khỏi biên giới. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày xác nhận, ở mặt trận Kursk, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine về phía Lyubimovka, Olgovka và Plekovo, đồng thời đẩy lùi 5 nỗ lực đột phá biên giới của Ukraine về phía Novibut. Quân đội Nga cũng tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương ở Kursk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Kursk, tổn thất của Ukraine đã lên tới hơn 20.200 quân nhân. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, tổng cộng trong cuộc giao tranh ở Kursk, đối phương đã mất tới 20.200 quân, 135 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 870 xe chiến đấu bọc thép. Ông Sergei Dobryak, lãnh đạo cơ quan quân sự thành phố Pokrovsk thuộc Donetsk mới đây cho biết, quân đội Nga hiện đang cách ngoại ô thành phố này 7 km. Theo ông Dobryak, chỉ riêng ngày 3 tháng 10 đã có 2 vụ tấn công nhằm vào Pokrovsk lúc 10 giờ 30 phút và 23 giờ. Tổng cộng 6 quả bom dẫn đường đã được sử dụng. Kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, 80% cơ sở hạ tầng quan trọng của Pokrovsk đã bị hư hại. Mặc dù vậy, vẫn còn 10.050 người ở lại Pokrovsk, trong đó có 94 trẻ em. Ông Dobryak chia sẻ, chúng tôi cảm ơn những công dân đã lắng nghe lời kêu gọi và đồng ý sơ tán. Một tháng rưỡi trước, có 48.000 người và gần 5.900 trẻ em trong thành phố. Quá trình sơ tán vẫn đang tiếp tục. Trong khi đó, hãng tin Pravda dẫn lời ông Janek Keseman, phó chỉ huy Trung tâm Tình báo Lực lượng Phòng vệ Estonia nhận định, lực lượng Nga vẫn tiếp tục nắm thế chủ động trên mặt trận Ukraine. Quân đội Ukraine có thể buộc phải rút khỏi Pokrovsk vào cuối năm nay.
Theo đại diện tình báo Estonia, mỗi ngày có trung bình 167 cuộc tấn công trên tiền tuyến ở Ukraine. Một nửa số cuộc tấn công tập trung ở mặt trận Donetsk. Vị đại diện này cho biết, theo hướng Pokrovsk, quân đội Nga đã tiến khoảng 1 đến 2 km trong tuần qua. Khoảng cách đến vùng ngoại ô Pokrovsk, theo như chúng tôi biết, là khoảng 5 đến 7 km. Ông Kesman nhắc đến một sự kiện quan trọng trong tuần này là việc quân đội Nga giành được thị trấn Vuleda. Theo tính toán của chúng tôi, các đơn vị Ukraine đã thiết lập vị trí phòng thủ cách đó khoảng 7 đến 8 km về phía Bắc. Giờ đây, khi Ukraine buộc phải rút lui khỏi thị trấn, các hoạt động của Nga có thể sẽ leo thang trên mặt trận này. Về tình hình ở Kursk, ông Kesman tiết lộ, Nga được cho là đang điều các đơn vị đến đó và quân đội Nga có thể sẽ cố gắng mở một cuộc phản công vào tháng 10. Trong một động thái nóng, hãng tin Reuters của Anh cho biết, ông Andrei Korotik, trưởng nhóm bảo vệ an ninh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe mà tình báo quân sự Ukraine cho biết là nhằm trừng phạt một tội phạm chiến tranh. Ông Korotik vốn là lãnh đạo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia khi nhà máy này còn thuộc về Ukraine. Sau khi Liên bang Nga chiếm thành phố Enerkoda, tỉnh Zaporizhia, ông Korotik đã hợp tác với chính quyền Liên bang Nga và giữ chức trưởng nhóm bảo vệ nhà máy quan trọng này. Ủy ban điều tra Liên bang Nga, cơ quan điều tra các tội phạm nghiêm trọng cho biết, ông Korotik đã qua đời sau khi một quả bom được gài dưới xe phát nổ gần nhà ông ở thành phố Enerkoda thuộc miền nam Ukraine, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo Ủy ban điều tra Liên bang Nga, sau vụ đánh bom, một vụ án hình sự đã được mở ra để điều tra cái chết của ông Korotik. Sau đó, cơ quan tình báo quân sự Ukraine đã công bố video ghi lại cảnh xe ô tô của ông Korotik phát nổ, cùng tuyên bố gọi ông Korotik là tội phạm chiến tranh đã đàn áp người dân Ukraine, cung cấp cho Liên bang Nga danh sách nhân viên của nhà máy, đồng thời chỉ điểm những người có quan điểm ủng hộ Ukraine. Trên kênh Telegram chính thức của mình, cùng với việc đưa ra video liên quan, Cục Tình báo chính của Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, mọi tội phạm chiến tranh sẽ bị trừng phạt công bằng. Hãng tin Reuters đã phát lại video do cơ quan tình báo Ukraine công bố, nhưng nói rằng họ chưa thể độc lập xác minh vị trí và thời điểm video được quay. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với thời báo tài chính FT, cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận liên minh quân sự này đã vượt qua ranh giới đỏ của Nga. Ông Stoltenberg cho hay, đương nhiên cần phải dừng lại và nghĩ rằng có lẽ những hành động như vậy quá nguy hiểm, nhưng giải pháp thay thế, từ chối hỗ trợ Ukraine vì một số lời lẽ khoa trương thực sự không thể xem xét một cách nghiêm túc. Ông Stoltenberg còn cáo buộc lãnh đạo Nga dường như cố lừa gạt bằng cách nói về làn danh đỏ. Cựu Tổng thư ký Stoltenberg cũng ám chỉ Ukraine có thể buộc phải từ bỏ các vùng lãnh thổ đã mất trong cuộc xung đột với Nga. Trả lời câu hỏi ông sẽ đưa ra chính sách nào với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu bàn đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev, ông Stoltenberg cho hay. Phần Lan đã chiến đấu dũng cảm chống Liên Xô vào năm 1939. Người Phần Lan đã gây nhiều thiệt hại cho Hồng quân hơn mong đợi. Chiến tranh kết thúc với việc họ mất 10% lãnh thổ. Tuy nhiên, họ nhận được một biên giới an toàn. Theo ông Stoltenberg, tiến bộ theo hướng này có thể xảy ra sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Chính trị gia Na Uy nhận định, nếu có ý chí, luôn có thể tìm ra giải pháp. Tuy nhiên, phải có một ranh giới. Sau khi vượt qua ranh giới đó, Điều 5 Hiệp ước NATO sẽ được viện dẫn và Ukraine phải kiểm soát toàn bộ lãnh thổ cho đến biên giới này. Cựu Tổng thư ký Stoltenberg cũng cho biết, khi còn đương chức, ông chủ trương cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Kiev. Trong một cuộc phỏng vấn được đài phát thanh Tây Ban Nha, Onda Cero phát biểu vào hôm 4 tháng 10, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu EU Josep Borrell đã chia sẻ mối lo ngại của mình về cường độ của bất kỳ phản ứng nào của Israel đối với cuộc tấn công của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10. Ông Borrell nhấn mạnh rằng Israel chỉ có thể đạt được ưu thế quân sự nhờ sự hỗ trợ mà nước này nhận được từ phương Tây. Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran chắc chắn sẽ dẫn đến một phản ứng có thể khiến khu vực rơi vào chiến tranh khu vực hoặc thậm chí toàn cầu nếu các bên khác như Liên bang Nga tham gia vào. Ông Borrell cho biết, nếu các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy, Iran sẽ phải hành động, chẳng hạn như tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Vịnh Ba Tư. Và nếu tình hình tiếp diễn, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào một cuộc xung đột mà Liên bang Nga cũng có thể tham gia. Sau nhiều ngày leo thang căng thẳng, các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Các nhân chứng của hãng tin Reuters cho biết vụ nổ đã được nghe thấy và khói đã được nhìn thấy trên vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban vào rạng sáng ngày 5 tháng 10. Trong khi đó, quân đội Israel ban hành 3 cảnh báo yêu cầu người dân trong khu vực phải sơ tán ngay lập tức.
Cảnh báo đầu tiên trong ngày kêu gọi những người dân đang ở trong một tòa nhà ở khu phố Buzi al-Barane sơ tán. Cảnh báo thứ hai đề cập đến những người có mặt trong một tòa nhà ở quận Chuifat. Cảnh báo thứ ba đề cập đến các tòa nhà ở khu vực Buriz al-Barane và Haret Herik. Trong một tuyên bố vào rạng sáng mùng 5 tháng 10, Hezbollah cũng cho biết quân đội Israel đang cố xâm nhập thị trấn Odase, miền nam Liban và các cuộc giao tranh đang diễn ra tại khu vực này. Hezbollah thông báo đẩy lùi một cuộc tấn công của Israel gần thị trấn Odase ở miền nam Liban. Theo nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, lính bộ binh Israel đầu tiên đã cố gắng tiến về thị trấn vào lúc 23 giờ ngày mùng 4 tháng 10. Hezbollah cho biết các chiến binh của nhóm kháng chiến Hồi giáo đã giao tranh với họ, dẫn đến một vụ nổ lớn trong nhóm quân đang tiến công, buộc phải rút lui, gây ra thương vong trong hàng ngũ của họ. Tuyên bố thứ hai cho biết binh lính Israel đã tiến về phía Odase một lần nữa vào lúc 1 giờ 50 phút hôm nay. Hezbollah nói rằng các chiến binh của nhóm đã đối đầu với nỗ lực tiến công và các cuộc đụng độ đang diễn ra. Tân Hoa Xã đưa tin, theo báo cáo của truyền thông nhà nước Israel vào ngày 4 tháng 10, quốc gia này nhận định rằng Hashem Safedin, một giáo sĩ Hồi giáo Shia, Liban được coi là người kế vị lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã thiệt mạng trong các cuộc không kích ở Beirut. Đài phát thanh công cộng Kan TV dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính phủ Israel cho biết ông Safedin đang ở trong một công trình ngầm bị Israel oanh tạc ngày 3 tháng 10 bằng bom xuyên bong ke nhằm mục tiêu cụ thể vào ông. Các quan chức này cho rằng khó có khả năng ông Safedin sống sót sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, cả Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tình trạng của ông Safedin. Ông Safedin, 60 tuổi, là em họ của ông Nasrallah và được cho là sẽ kế nhiệm ông Hassan Nasrallah làm lãnh đạo đảng chính trị và nhóm vũ trang Liban này sau khi ông Nasrallah thiệt mạng trong các cuộc không kích trước đó của Israel ở Beirut. Hãng AFP ngày 5 tháng 10 dẫn lời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Israel nên tập kích các cơ sở hạt nhân của Iran nhằm đáp trả đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa của Tehran hôm 1 tháng 10. Phát biểu được đưa ra tại cuộc vận động tranh cử ở Bắc Carolina khi ông Trump nhắc lại cách Tổng thống Joe Biden trả lời câu hỏi về khả năng Israel tấn công chương trình hạt nhân Iran. Ông Trump phát biểu, họ hỏi ông Biden, ông nghĩ gì về Iran, ông có tấn công Iran không? Và ông ấy trả lời rằng, miễn là Israel không tấn công vào cơ sở hạt nhân, đó là thứ bạn muốn tấn công, đúng không? Trước đó vào hôm mùng 2 tháng 10, Tổng thống Biden được báo giới hỏi ông có ủng hộ việc tập kích các cơ sở hạt nhân Iran không? Và ông nói câu trả lời là không. Theo ông Trump, khi họ hỏi ông ấy câu đó, câu trả lời lẽ ra phải là tấn công hạt nhân trước và lo phần còn lại sau. Nếu Israel định làm vậy, họ sẽ làm vậy. Nhưng chúng ta sẽ tìm hiểu xem kế hoạch của Israel là gì. Trong khi đó, tờ The Times of Israel dẫn lời Tổng thống Biden cho hay Israel chưa quyết định cách đáp trả cuộc tấn công tên lửa của Iran, nhưng nói rằng Israel nên tránh tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Ông Biden phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào hôm 4 tháng 10, nếu tôi ở vị trí của họ, tôi sẽ nghĩ đến những giải pháp thay thế khác ngoài việc tấn công các mỏ dầu. Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi ông cho biết ý tưởng về một cuộc tấn công của Israel và các địa điểm khai thác dầu mỏ của Iran đang được thảo luận, khiến giá dầu tăng vọt trong bối cảnh lo ngại về một cú sốc đột ngột đối với nguồn cung toàn cầu. Theo kênh truyền hình Al-Masira của Houthi, các chiến đấu cơ của Mỹ và Anh đã không kích vào hàng loạt vị trí ở cả thủ đô Sana, thành phố cảng Hodeida và thành phố Dama. Một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các cuộc oanh tạc gây ra nhiều tiếng nổ dữ dội và sau đó là những cột khói lớn bốc lên ở cả ba đô thị do Houthi kiểm soát. Một số nguồn tin khẳng định đã xảy ra thương vong lớn trong các cuộc không kích, song chưa xác định số lượng cụ thể. Trong một thông báo trên mạng xã hội X tối qua, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ ở Trung Đông CENTCOM xác nhận đã không kích 15 mục tiêu Houthi ở Yemen. CENTCOM khẳng định các cuộc không kích nhằm làm suy yếu năng lực tấn công quân sự của nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Tuy nhiên, lực lượng Mỹ không đề cập cụ thể chủng loại vũ khí của Houthi đã bị phá hủy. Đây là ngày thứ hai liên tiếp liên quân Mỹ-Anh không kích vào Yemen. Trước đó, hôm 3 tháng 10, máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh cũng tiến hành hai đợt không kích, đánh phá một số mục tiêu Houthi ở thành phố cảng Hodeida. Chiến dịch không kích của liên quân Mỹ-Anh và Yemen được mở lại trong bối cảnh nhóm Houthi thời gian gần đây gia tăng mạnh các cuộc tập kích tầm xa bằng cả tên lửa và máy bay không người lái vào Israel để hỗ trợ cuộc chiến của phong trào Hamas ở dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Liban. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 4 tháng 10 cho biết sẽ hỗ trợ 45 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helene vừa qua. Cơn bão đã khiến ít nhất 215 người chết ở khu vực đông nam nước Mỹ. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Mỹ đã hỗ trợ hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Helene, bao gồm khoản tiền 45 triệu đô la Mỹ nhằm khắc phục hệ thống điện và giao thông bị hư hại bởi cơn bão.
Cơn bão đã khiến ít nhất 215 người chết tại các bang ở đông nam nước Mỹ. Theo thông tin từ Nhà Trắng, hơn 5.600 nhân viên liên bang đã được huy động để tham gia hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả cơn bão. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp liên bang đã vận chuyển hơn 11,5 triệu suất ăn, 12,6 triệu lít nước và 150 máy phát điện tới hỗ trợ hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Trong khi đó, 6.700 vệ binh quốc gia từ 16 bang cũng đã được kích hoạt nhằm hỗ trợ các hoạt động khắc phục hậu quả cơn bão. Lực lượng này tham gia các hoạt động bao gồm tìm kiếm và cứu hộ, vận chuyển và phân phát các nguồn lực giảm nhẹ thiên tai và dọn dẹp các đống đổ nát. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự quốc tế Thế giới nghiêng của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!